Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Lạc Sơn Vlog. Hiện tại mình đang có mặt tại thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay là ngày 7 tháng Giêng năm 2023. Tại đây đang diễn ra lễ hội Lồng Tồng, hay người ta gọi là lễ hội xuống đồng của người dân địa phương. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của Lạng Sơn được tổ chức thường niên khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau đây mình sẽ đưa các bạn đi vào phía bên trong để tham quan tại lễ hội Lồng Tồng tại thôn Bản Dạ, xem có những cái hoạt động gì được tổ chức tại đây nha. Năm mới sức khỏe nhá. Bán hàng à? Phi khó lắm, không đơn giản đâu. Phi thì phi vào ô nào lấy con đấy á? Bác Thảo chơi đi. Ơi, bố chỉ chơi gì thôi á. Quán đâu cái con nào? Khó lắm. Mẹ đâu Hiểu Vân ơi?
gọi đường ông xuân mà đến thua theo tung trời bình phúc thì bằng hồi đông vui hơi cầu mùa bên chiêng xuân đi con nào.